Dũng xin chào mọi người đang xem kênh Kim Chi TV nói về cuộc sống hàng của gia đình nhà mình. Hôm nay mình có mặt tại đây là một cửa hàng đồ cũ rất là phổ biến tại Hàn Quốc, tên là Arumdon Gage. Dịch qua tiếng Việt của mình có nghĩa là cửa hàng tuyệt vời. Hệ thống cửa hàng này hầu như có mặt tại các thành phố lớn tại Hàn Quốc. Mình sẽ cùng mọi người đi vào trong để tham quan một số mặt hàng bán tại đây như thế nào ha. Bên trong cửa hàng thì cũng rất là rộng và các cái đồ đạc ở đây thì được sắp xếp rất là ngăn nắp. Đây là nơi bán một số các cái túi xách. Đây là cái bao tay đánh bóng chày nè mọi người, nhìn rất là còn mới luôn. Cái giá mình thấy là chỉ có 3.500 hoặc là 5.000 won. Còn cái giá mới của bao tay này mình mua rẻ nhất thì cũng mười mấy hoặc là 20.000 won đó mọi người. Mình định mua cho Chiwon nhưng mà không biết là có vừa hay không nên mình đang đắn đo. Mà khi mua hàng ở cái cửa hàng này mọi người cũng đừng lo lắng ha. Thì khi mình mua xong á, tuổi như mình có đổi ý á, mình muốn trả lợi này kia đó, thì mình chỉ cần đừng có cắt cái tem của họ thôi, cắt cái giá của họ đó, rồi mình giữ cái hóa đơn lại á, thì trong vòng là một tuần thì mình có thể đến mình đổi lại, hoặc mình trả hàng lại, hoặc là mình muốn lấy tiền lại thì vẫn được ha mọi người. Điểm đặc biệt của cửa hàng này là những cái mặt hàng vừa buôn bán tại đây vừa là những mặt hàng đã qua sử dụng và cũng có thể là một số mặt hàng mới mà trung tâm nhận được từ sự từ thiện của các tổ chức và các công ty và của cá nhân, và số tiền thu nhập từ của trung tâm sẽ được sử dụng vào một mục đích rất là có ý nghĩa ha mọi người, đó là họ sẽ giúp cho những cái trung tâm có hoàn cảnh khó khăn hoặc là những cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài nước. Còn khu này thì bán các cái đồ chơi của trẻ em, hoặc là đây mọi người thấy đây là cái ghế nè, ghế ngồi của em bé nè. Ở đây thì bán các cái loại chậu. Nói chung là họ để đồ không có nhiều ha mọi người. Đồ thì rất là nhiều nhưng mà họ để một ít ít gì thôi để cho mình dễ mình thấy. Khu này trưng bày các cái áo lạnh mùa đông. Áo lạnh mùa đông ở Hàn Quốc thì cũng rất là đắt tiền luôn, nhưng mà mình thấy áo đây thì vẫn còn rất là tốt ha mọi người. Giá thì khoảng chừng 10.000 won trở lên. Nếu như mà bạn nào muốn cho đồ từ thiện của cửa hàng Arumdon Gage đó, thì các bạn có thể liên hệ đến tổng đài. Họ sẽ cho người đến lấy tại nhà, nhưng mà họ có quy định điều lệ nha các bạn. Các bạn phải cho từ 3 thùng trở lên, và cái size của mỗi thùng từ size số 5. Thì những cái điều lệ đó, nếu như các bạn đi vào trong trang web của Arumdon Gage thì các bạn có thể thấy được họ sẽ điều để lên là những cái mặt hàng nào các bạn có thể làm từ thiện được. Và khi các bạn làm từ thiện, các bạn cho đồ cho cửa hàng Arumdon Gage thì các bạn sẽ nhận được một cái giấy chứng nhận, là chứng nhận là cho đồ từ thiện. Thì theo mình biết là mai mốt khi mà mình tới cuối năm á, mình khai báo thuế, tổng kết thuế này kia đó, mình cũng có thể là được miễn giảm thuế một phần gì đó. Chứ mình cũng không có làm cái này bao giờ, mình chỉ đọc được những cái chia sẻ của mọi người trên mạng, cho mình chia sẻ lại với mọi người. Này thì trưng bày một số các túi sách đã xài rồi, nhưng mà mọi người biết đây là cái túi sách cũng thuộc dạng đắt tiền đó. Bây giờ mà bán lại mà 35.000 won thì tính ra khoảng hơn 700.000 tiền mình. Đây là cái túi được tái sử dụng lại, được chế biến từ những cái quần jean đó mọi người, quần jean mà họ bỏ đi đó. Theo mình biết là ở trung tâm này có một cái khâu chuyên sản xuất lại những cái đồ mà đã bỏ đó, họ design lại đó mọi người, rồi họ thiết kế ra những cái túi xách hoặc là những cái tạp dề. 혹시 여성 중국 교복 있나요? 네? 교복. 교복이요?
교복은 저희가 기증 받는 게 전부라서 따로 어디에서 교복이 있다라고 말씀 못 드릴 것 같아요. 찾아보시고. 아, 슈퍼가 있다고요? 근데 아마 교복은 없을 거예요. Hôm nay thì mục đích của mình đến đây là mình coi có bán đồ đồng phục á, đồ đi học của Jin á, lại mình nghe chia sẻ của người hàng á là ở cái cửa hàng Arum Town Cà Kê này cũng có thể bán một số các cái đồng phục cũ của các em mà đã tốt nghiệp đó, nên mình đến đây mình hỏi coi có không, mình định mua cho Jin, tại vì hôm bữa mình có chia sẻ với mọi người á là đồ đồng phục học sinh ở Hàn Quốc nó rất là đắt luôn, nên mình coi được thì mình mua thêm. Và đây là cái khu bán quần áo nè mọi người. Mọi người thấy cái áo khoác này không? Nhìn cũng rất là còn đẹp ha. Và khoảng chừng 10.000 tiền Hàn hoặc 15.000 tiền Hàn thôi. Và mọi người thấy xung quanh đó là người Hàn người ta đến mua sắm cũng rất là nhiều ha. Cái khu này thì họ bán những cái xe đẩy em bé nè mọi người. À, họ giặt cũng rất là sạch sẽ luôn. Như những bạn nào ở Hàn Quốc đó mà có con nhỏ đó, hoặc là mình dự định sinh con đó, mình đi đến cửa hàng này mình mua sắm thì tiết kiệm rất là nhiều luôn. Đồ dùng em bé mình thấy thì có những cái đồ chơi, những cái ghế ngồi, những cái xe đẩy, thì giày dép cũng vậy nữa, còn rất là tốt luôn. Đây mình đến cái chỗ này mình thấy có một cái cặp vợt rất là đẹp. Mình mua cái cặp vợt này về cho Chi Won để đánh cầu lông với Chi Won. Nếu như bạn nào mà ở Hàn Quốc mà chưa biết đến cái cửa hàng Arum Town Cà Kê này thì các bạn cũng hãy đến tham quan một lần cho biết ha. Có rất nhiều các cái vật dụng trong gia đình, hoặc là đồ chơi của trẻ em, hoặc là quần áo, họ bán giá rất là phải chăng nè. Rất là đồ quần áo thì cũng là rất là sạch sẽ và đẹp, và cũng có một số là quần áo mới nữa đó. Kể cả giày dép mình thấy cũng vậy nè, giày dép mới rất là nhiều. Hôm nay thì video này mình chia sẻ đến mọi người một cửa hàng bán đồ cũ rất là ý nghĩa tại Hàn Quốc, Arum Town Cà Kê. Nếu như những bạn nào mà ở Hàn Quốc chưa bao giờ đến tham quan hoặc là sử dụng các cái mặt hàng tại cửa hàng này thì các bạn dành thời gian đến tham quan một lần ha, tiết kiệm rất là nhiều cho chi phí sinh hoạt của gia đình mình. Mình xin được kết thúc video tại đây. Nếu mọi người cảm thấy chia sẻ của mình có ích vui lòng cho mình, một nút like, một nút đăng ký để ủng hộ cho kênh Kim Chi TV nói về cuộc sống hàng của gia đình nhà mình. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.